Please don't beat around the bush, and I don't want to push, but you're making this hard. Ngon nha mọi người. Miền Tây tôi yêu. Chính con ngựa đây ai cũng ăn hủ tiếu sạch tế. Con mình má này ăn với bò. Tại cái nó không thích ăn hủ tiếu. Tụi mình là những vị khách cuối cùng ở đây luôn. Chào mọi người nha. Vị trí là 26 Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, nằm ở ngã tư quốc tế. Ăn quán là mọi người, nhưng mà cái này là quán gốc. Bề dày lịch sử là 45 năm rồi nha mọi người. Wow. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi thôi, cảm ơn. Chúc chú ngủ ngon. Dạ, cảm ơn chú. Trời dữ luôn quá. Trời ơi, tôi tới cái quán nước này là cũng trần ngay lắm á. Nhưng mà cũng thông cảm, tại vì 1 giờ sáng rồi. Kiếm cái quán nước bỏ khuya. Bánh tráng hóc môn đem xuống Mỹ Tho. Khoan mà trộn cay lè là không ăn được á. Cái này không có cay lắm. Cay, nhìn bịch tới đi má. Chứ bây giờ nè, một bịch bánh tráng nó có bịch sạch tế. Nó nghỉ ăn luôn. Quy luật 3 giây, bình tĩnh các bạn tôi. Bây giờ nè, một bịch nó có cái bịch muối và sa tế. Không trộn sa tế con hay ăn muối không hả? Thích ăn bánh tráng mầm, bánh tráng muối với lại sa tế. Ừ, thích ăn gì thôi á. Đưa đây coi, tao phải chửi mày tao mới chịu thú ơi. Bà uống cái trà sữa nó lạc. Là xin sữa đặc, tại vì đỡ mập hơn syrup đường. Tao không biết đỡ mập hơn chỗ nào luôn á. Má nó xin sữa xong nó đổ cho nó lựa ra nè, quậy lên cho tao. Uống hết. Bà cũ mày xin. Nhanh lên. Đừng. Mẹ nó. Nó không chịu làm tới hả mày? Má này thiệt có. Mày tao thấy tao uống cũng được đó. Đổ nguyên một đống sữa vô má kêu uống không có vị. Là chưa uống hả? Má này kêu dở nè. Ủa đủ nó uống mạch nha không. Ủa nó cỡ đó mà kêu không có vị. Hay là tao bị mất vị. Mày bị Covid á. 2 giờ sáng quán trà sữa cái đầu nổi nhiều quá. Gặp tao có đuổi mẹ rồi. Quá trời ngựa đi. Anh ơi anh đi mua đồ ăn đúng không? Gì vậy má? Gì vậy má? Anh đi mua xoài hả? Ừ, không biết xoài không á. Nếu còn anh mua em đi hợp. Chung đi, đi chung đi. Sao vậy? Ba gói đi anh. Xoài mặn. Anh ăn vậy em ăn cái đó. Tụi em không ăn người ở đây á. Sao này là gu bì lê. Ủa? Dạ. Dạ. A few moments later. Có em nhiêu tiền nha anh? 60. Có xin Facebook không? Bạn này hay bạn đó? Bạn này thủy diễn viên ở trên. Im đi. Ngon má. Chưa thử nè. Ơi cái mùi tuổi thôi. Ngon má, cái này cũng ngon luôn. Ta. Thật sự mật ong luôn á. Trà đá thơm cũng ngon, trà mật ong cũng ngon, trà này trà gì? Cái trà không trà nho. Ngon luôn. 48 năm kỳ khởi nghĩa của phố Mỹ Tho. Lấy đi. Không quen biết vậy mượn xe máy. Đâu, má nói đi, đủ má. Không quen hả? Quen không má? Quen thì mượn đi. Anh quen mấy cái này. Lấy đi. Ủa, mấy cười quá à. Nhưng mà nghe thị không? Con ơi, mình cũng không cần xa lạ. Ừ. Nhưng mà để em, khi em là gái nhà này, yêu em không được đâu. Ngủ rồi đó. Ngủ rồi ông xã ơi. Dậy đi! Ngủ bài! Dậy đi ba! Đi học! Đi ăn! Đi làm! Trời ơi! Dậy đi ba! Đi học! Đi ăn! Đi làm! Đừng có ngủ nữa! Ê đi ăn sáng nhìn ai cũng đẹp đẽ coi nó thì tao không hiểu luôn á. Ăn sáng nha! Tại chỗ tụi mình ở cho ăn sáng nên tụi mình xuống tụi mình ăn một xíu thôi, không ăn nhiều. Để lát còn đi ăn đồ miền Tây nữa. Nếu mà kho coi thử không? Tại vì đây miền Tây á, ai nấu ăn cũng kiểu thiên ngọt. Bà mua nóng đi, nóng bự. Dễ thương. Cái này như vậy chị? 4 chục, tụi mình đang ở Bến Phà, Bến Tàu. Để bây giờ tụi mình đi qua Cồn Phụng. Cồn Phụng này là ở Mỹ Tho á mọi người. Nãy tụi mình mua vé, người ta nói vé lẻ là một người là 200. Mà tụi mình đi 10 người cho nên người ta giảm còn 150. Mà không biết là giảm chưa nha. Giảm luôn mà. Giảm đúng không? Chú lái tàu cho tụi con luôn hả? Chú làm hướng dẫn. À chú làm hướng dẫn. Ở đây bán nón, khăn rằn, đồ nè. Ủa con Hỷ mua khăn rằn hả? Ủa tôi mua khăn rằn.
Ê kì, à, nhìn mày kì nè. Bây giờ mình sẽ đi lên này gì? Cái thuyền hả má? Ghe. Ghe bèo kéo ai á? Đây sông nước tươi rói à. Ê anh toàn là cát, cá, xoài, bưởi. Gì vậy má? Ai biết. Má này sản đi đụng mẹ á. Ví dụ mà lỡ thằng Khang nó cầm rớt xuống một cái đi. Cái đòn chạy như sao? À vậy hả? Ủa gớt xuống là chạy, tao nói thiệt á. Ai tiện gớt xuống cái Khang quay 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 lại không thấy bạn mình đâu hết chứ. Nó đừng có đậu lên người nha. Ấy gần quá vậy nhanh. Mày lấy cái tay bóc vô trong nè. Thôi chạy. Bậy ghê, bậy ghê. Chạy mật ong nha. Ngon quá vậy ta. Thôi có muối luôn hả? Phân hòa má, muối kìa. Trời ơi, tao mới nói xong. Thiệt luôn á, công trình người ta đứng người ta nói, tự nhiên máy này quay qua muối. Muối tôm má. Thì cái chán mày quá Linh Vy ơi. Ở đây mình sử dụng tắc cũng được mà chanh cũng được mà cam cũng được nha. Tắc cũng được me. Me đi. Có một số đồ uống chanh me với mật ong xong chết luôn á. Cái gì vậy? Là gì? Thì em uống với me với mật ong mà chết á. À vậy thiệt hả? Đúng vậy, uống hóa học á phải không mà. Nóng nghe, nóng nghe. Mật ong vô đi. Good. Bạn nó kìa. Ủa nay anh thả ông táo gì trời? Em ba. Bạn anh nó mới thả thằng bồ nó đi. Bò tôi con cá hả? Đúng rồi, cá mập á. Bu lơ là bơi luôn á. Chim không vậy? Anh có con chim hót vậy? À chim. Cái gì không vậy? Chim á hả? Trời. Nó mát rồi. Ơi ơi, nghe đầu nghe cổ đi. Liếm nè, nó liếm nè. Con này bao nhiêu tuổi hả anh? Con này 4 tuổi vậy. Ủa có 4 tuổi. Trời ơi 4 tuổi mà cỡ đó. Nặng dữ gì? Ồ nặng ha. Tập gym mà. Kìa móc vô đây cho ta. Em mở cái đầu lên, mở cái đầu lên. Cái đầu lên vậy ha. À. Mà nó nặng thiệt nha. Ừ. Tao thấy đeo con này đủ mấy giống như là đeo cái kiền cổ quá. Cái sách ta. Tình yêu đã phai mờ. Nhảy Huyện Baby trong chương trình là con chăn bự hơn luôn. Thiệt luôn, nặng lắm. Diệu Nhi là xài con chăn nhỏ nhất tại sợ á. Tài nè. Tài đi. Tài đi. Nhát kìa, nhát kìa. Bỏ lưới nước vô. Trọng kìa lên, mở ra. Còn cái này ở đây là mình sấy, bạn thấy nó kiểu giòn mà nó mềm, nó không có cứng như cơm trái. Đây là mình sấy. Đúng rồi. Rồi cái rong biển này ăn mặn vị muối. Ủa mỗi cái muối này cho ba mẹ ta ăn nè. Cái mà có gia vị rồi thì nó ngon. Còn đây là gạo lứt, ai ăn kiêng rồi thì có gạo lứt ha. Rồi Hiếu Trung Nguyễn đang ăn kiêng gạo lứt. Nó giống cơm cháy á, nhưng mà nó giòn mà nó kiểu mềm tan ra nhanh lắm chứ không phải là kiểu bị cứng. Đây là những sản phẩm từ cơm nha mấy bạn. Thời gian ơi, xôi dầu, nồi hộp gò, hồn nhiên thơm mộng. Tay chở cà vào, người cà bao dễ nướng vô hồn. Hello. Bây giờ tụi mình đi xe ngựa. Yeah. Ủa nhưng mà bây giờ đi xe ngựa là đi qua đâu vậy chị? À đi xuồng chiều. Đi xuồng. Sông nước quá he. Tôi và đồng đội của tôi, tụi mình đi 10 người, tụi mình đi 3 chiếc, 1 chiếc 4, 2 chiếc còn lại là mỗi chiếc 3. Là bé đằng trước còn đi học hả chị? Dạ, mới học 11. À, học lớp 11 hả? Ủa, thế này còn nhỏ quá he. Nó bơi ở trên tiền. À dạ. À, nãy em cũng nghe bên xe ngựa cũng giống vậy luôn đúng không chị? À, ngựa thì có chủ, nhưng mà xuồng này thì do xã, địa người dân địa phương đây là được xét cho được tài là những hộ mà khó khăn. Dạ dạ cho dạ. Mình bơi. Còn cái con ngựa là có một người chủ, người ta bỏ tiền ra tâm khê mình. Hình như là mỗi một chuyến người đó người ta đi được 10 ngàn. 10 ngàn đúng rồi chị, nãy có 10 ngàn. Không có làm bằng đường. Không có chú. Đường nhưng mà ăn rất ngon. À, dạ. Ngon. Dạ, nhưng mà hơi dính găng nha. Chắc khen rồi. Nhưng mà cái thường á, rượu dừa người ta có một cái lớp gì á là cái đó là bánh chén hả? Bánh chén hả? Cái lớp này nè. Cái lớp giấy đúng không? Nè, của chị đang gắn nè. Cái này người ta gọi là lớp gì vậy chị? Bánh tráng. Ê, thích ăn lớp đó luôn. Cái kẹo dừa là cái điểm dừng cuối cùng của tụi mình nha mọi người. Kết thúc chuyến đi sông nước. Đáng lẽ là đi cùng Phụng nữa nhưng mà cùng Phụng bị bảo trì rồi. Bây giờ thì tụi mình sẽ về lại nhà Hiếu, Mỹ Tho rồi tụi mình chắc đi chợ á. Tại tối nay là tụi mình sẽ di chuyển qua Bến Tre, nhà ngoại của mình. Ôi cái nắng này quay đẹp quá. Ừ. Ánh sáng dịu ha. Bây giờ tụi mình sẽ đi chợ Mỹ Tho nha mọi người. Hello. Hello. Yeah. Nè ngoại nè pin nè, bởi cổ hơi to sao không sao
nhau. Thôi tao lấy cái này đi. Rồi xong. Tao lấy cái này đi. Tao lấy cái này đặt. Rồi. Nó có rem mà nó trễ xuống nhìn thành phơi thủ quá vậy ta. Tụi mình mới mua hết 300.000 tiền đồ bộ nè. Thì mọi người chờ xem tụi mình sẽ làm gì với đống đồ bộ này nha. Lần đầu tiên tới chợ Mỹ Tho chưa biết ở trong đó sẽ có gì. Bây giờ vô mới biết. Chắc là sẽ kiếm cái gì ăn. Kiếm dĩa thập cẩm, một dĩa bánh bèo bì nha thôi. Ăn bánh bèo ngoài chợ nha mọi người. Ớ thôi xem đi quá. Ủa cái kia hồi nào vậy? Cục chuyện này nó là hình vuông nhỏ xíu vậy hả? Nó chuyên giòn lên luôn á. Để nó ngon lắm. Giòn quá. Đụng luôn. Ngon. Đây ngon. Ngon. Được không? Ăn được không? Ngon. Lớp vịt. Two hours later. Đến tối thì tụi mình có di chuyển từ Mỹ Tho sang Bến Tre. Thì đây là nhà ngoại của mình. Từ khi mà ngoại của mình mất thì người ở chính trong nhà này là dì Năm, để lo nhà, lo cửa, thắp nhang, chăm mộ cho bà ngoại. Thật sự là lần nào về đây á, mình cũng được các cô dì chú bác ở trong nhà đón tiếp rất là nồng hậu. Ăn uống thì thả ga luôn, từ A tới Z, không có phải tốn bất cứ chi phí nào hết. Và đương nhiên là mình cũng có lì xì cho mấy dì rồi. Xem là những cái thước phim mà mình quay như vậy á, lúc nào mình cũng biết ơn vì luôn có gia đình, luôn có những cái người thân mà người ta luôn đối sự dễ thương với mình, luôn chào đón mình mỗi khi mà về. Miền Tây thật sự dễ thương lắm mọi người ơi. Chợ sáng nha mọi người. Khỏe con, cảm ơn con nghe. Dạ. Lâu gặp quá trời. Cảm ơn bác Tài nha, sức khỏe nha cô. Dạ. Dì ba. Có giờ con đi ăn bún chay rồi đây nè. 9 giờ rưỡi sáng mà là gần hết rồi, chứ không được tìm. Chỗ quê mà. Vô đi con, vô đó ngồi đi. Còn nha, may mắn nha. Vô đó đi, vô đó ngồi đi. Trời ơi, tôi có đẹp đâu mà quay nha. Việt Kiều. Con nè, con á. Đây, một miếng ướt vô, nước tương chai là người ta chen sẵn ở đây rồi nha mọi người. Ở dưới này, ở dưới to quá trời luôn nè. Trời, rất ngon nha mọi người ơi, 10 điểm. Tôi về quê á, tôi hay ăn cái bún chay này lắm mọi người. Nước ngoài còn sống là về nha, ngoại mua hả, có 5.000 tô rồi lên 8.000, giờ là 12.000. Một cái tô nó rất là bự vậy mà 12.000 là rất là xứng đáng nha mọi người. Rẻ không? Bánh tráng trộn ở trên Hồ Chí Minh. Mà mọi người nhìn nè. Trời ơi. Nói gì nữa. Trời ơi. 10 điểm. A few moments later. Nhiều quá luôn. Nhiều quá, thật sự là ăn không hết mọi người. Cái tô của tôi là không có rau giá nên là nó còn nhiều. Nhưng mà tụi này nó cũng có rau giá mà tụi nó vẫn ăn không hết. Ê, bạn bên đó có ăn hết không? Có ăn hết không vợ? Ở đây ăn hoài không hết. Quá gì? Con phải ăn hết không? Mình ăn từ cái lúc mà còn giá rẻ ấy là tới bây giờ nó vẫn như vậy, cái chất lượng vẫn như vậy, rất là no, rất là nhiều. Ngày xưa còn rẻ hơn. Ngày xưa còn rẻ hơn. Má bán lấy gì lời thì qua hỏi bà. Qua hỏi cô, interview với cô đi. Bà nhớ con không? Con ơi, con có hai phụng. Ờ biết rồi. Con chơi với ai vậy? Với bạn con. Vậy hả? Dạ. Con chạy rồi, chị Năm con đi. 26 con lại rồi, 2 bữa nữa. Cảm ơn Tám. Sức khỏe nha Tám. Dạ. Bây giờ nè, cái này là... Nó mới bỏ bài tay. Mày tự đặt một cái câu hỏi. Thì nếu mà cái lá bài nó hiện ra đúng theo cái lá bài mà mày suy nghĩ á, thì là có, còn không là không. Mày đọc cái câu hỏi câu hỏi tiếp mà luôn. Đọc câu hỏi đi. Mày vừa xào vừa đọc câu hỏi. Cái này là một cái cách bói tarot mới đó. Hay vậy. Hỏi đi. Yes no question có không? Hỏi tình yêu đi, thấy ok. Đó không đúng sai rồi. Mày đang bưng hôn gì cái gì nhớ? Bưng hôn gì trời. Thì giờ tình yêu đi, có rớt không? Cơ. Chờ. Có thích mình ta. Ai? Có thích mày không? Yeah.
Rồi ok. Hiện tại là mày đang thích đúng không? Rồi ok. Mày ra tao chịu yes hay má, mày ra chịu no cái tao liệm á. Nhớ trong đầu thôi, đừng có báo. Không, nhớ trong đầu thôi. Rồi con. Rồi ok. Mày nhắm xác suất là yes hay no? Tao nghĩ là no rồi đó. Rồi. Rồi có con chị nhớ trong đây không? Nhưng mà khoan, mày nói chuyện với nó bữa giờ mày đoán con nó yes hay no? No á mày. Vậy hả? Buồn giờ. Có con chị trong đây không? Không. Bình tĩnh, mày phải thành tâm, nhớ kỹ cái con nó trong đầu nha. Lát hồi gửi lên cái máy nói nãy giờ mong nhớ ba chọn con nào. Có là có đó đúng không? Chưa. Nó phải ra đúng cái lá bài đó của mày. Có đúng phải lá bài đó không? Kìa đang nhìn kìa thằng. Trời ơi. Cầm cái lá bài chắc lại vậy nè, lại ba cái. Thay đổi lại tôi đó. Vừa xào vừa đặt cái câu hỏi ra luôn. Mày muốn hỏi cái gì suy nghĩ kỹ nha. Hả? Có yêu tao. Không được đọc tên, nhớ đọc thôi. Có không? Có. Nhớ kỹ nha. Đem coi bóng từ từ. Mà bà nhớ cái lá nó không gì trời. Nhớ, bà quên cái lá đi. Bà quên, nó ai chứ bà quên nó. Rồi, phải con này không? Rồi, vậy là không đúng rồi. Vậy là không... Trời buồn vậy. Vậy là không yêu hả? Con nằm. Cái vấn đề là thằng hồi đó nó không thích mày thiệt. Bây giờ mày hỏi một cái người khác đi. Mày hỏi cái người khác mà có khả năng phải thích lại mày á. Lạy ba cái giống nãy á. Lạy. Trời ơi lạy. Đọc hả tên người ta ra càng tốt nó phải cụ thể chứ. Rồi nhớ một con nha. Con khác nha, mấy cái con nãy nữa đi. Có đúng không? Có liền luôn vậy hả? Ghê quá. Good rồi. Trời ơi. Vãi thật. Có luôn kìa. Nghĩ về hình ảnh. Manifest. Trời ơi, ba lần luôn. Rồi lật lên đi, đúng không? Đúng rồi. Rồi 10 tim kìa, thấy chưa? Niềm vui ngày 24 Tết nè, 24 Tết vui vẻ nha. Mày phải nhận thông điệp của tụi mình phải làm liền. Đúng rồi. Thế là chuyến đi miền Tây vài ngày của tụi mình cũng đã kết thúc. Sau khi mình lên lại Sài Gòn là ngày 26 Tết sinh nhật của mình luôn. Năm nay mình có đãi nên là mình cũng tất bật lo mọi thứ để cho buổi tiệc nó hoàn chỉnh nhất. Cảm ơn tất cả mọi người đã gửi những lời chúc đến sinh nhật của mình. Cảm ơn các bạn yêu đã đến dự sinh nhật của mình và gửi cho mình những cái món quà rất là trân quý. Kamsamita. Không biết đối với mọi người Tết ổn là như thế nào ha. Còn đối với mình Tết ổn là mình có sức khỏe tốt, gia đình mình còn có thời gian để sum vầy với nhau và mình trích ra được một khoản tiền mình làm cả năm để lì xì cho bố mẹ. Đối với mình như vậy là vui, như vậy là ổn lắm rồi. Còn Tết ổn của mọi người như thế nào thì mọi người hãy comment cho mình biết với nha. Happy New Year. Hello mùng 2 mọi người. Trời ơi mọi người ơi, hôm nay á mới thật sự là cái ngày để Bin gặp bạn bè nè, tại vì hôm qua là mùng 1. Bin không biết mọi người sao nhưng mà Bin là người Sài Gòn cho nên là kiểu Tết đến mà để so sánh với những ngày thường á thì Bin thấy nó cũng không khác gì quá nhiều á. Tại vì hôm qua là mùng 1 là ngày mà kiểu mọi người sẽ hầu như là dành hết thời gian cho gia đình, mọi người đi chúc Tết ví dụ là ông bà họ hàng cô dì chú bác này nọ đó, cho nên là hôm qua Bin có rủ bạn bè này nọ đi cà phê đi chơi mà kiểu như tụi nó cũng bận hết trơn mọi người ơi, cho nên là hôm nay mới được gặp mọi người. Còn Bin á là do ông bà của Bin đã không còn nữa rồi cho nên là Bin không có phải đi chúc Tết ông bà gì hết. Vì vậy mà Bin tự cảm nhận luôn nha là cái Tết của gia đình Bin á so với những cái ngày thường nó không khác gì mấy mọi người. Khách khứa của bố mẹ có tới nhà thì Bin vẫn chúc Tết này nọ nhưng mà gia đình Bin á thì không có đi qua họ hàng hay là ông bà gì chúc Tết hết. Không biết có gia đình bạn nào giống gia đình Bin không ta, cho nên là thường những ngày mùng 1 á Bin sẽ free luôn, Bin cũng không có bị phải qua nhà nội hay là phải qua nhà ngoại giống như là bạn bè của Bin. Thì hôm qua Bin có đi xem phim Mai vào buổi tối, xem phim thì không có vlog lại được rồi nhưng mà Bin muốn share cho mọi người là cái phim Bin thấy rất là hay. Nếu mà so với lại phim Nhà Bà Nữ hồi năm ngoái á thì Bin thấy phim Mai này ấn tượng hơn nhiều nha. Thì chỉ muốn nói là nếu bạn nào xem cái vlog này mà chưa có xem phim Mai á thì hãy cân nhắc đi xem, tại vì Bin cảm thấy kiểu như ngày đầu năm mà mình xem một cái bộ phim nó ấn tượng vậy mình cũng cảm thấy feeling của mình nó cũng thoải mái hơn. Dạ. Hả? Xin chào đây, mẹ nói xin chào đây. Đâu, đứng đâu? Đứng đây nè. Nhón lên. Nhón lên hả? Mẹ hơi lùn phải không? Năm mới, bạn còn hả? Thì cứ chúc đi. Năm mới chúc bạn của Bin là gia đình thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, lúc nào cũng tươi đẹp, trẻ lắm cô. Mẹ tôi đó mọi người.
từ từ nha, hồi nãy nói tới đâu vậy ta? À, tại như tâm lý của mọi người biết mà, đi ra rạp mà xem phim Việt á thì thường ví dụ 10 bộ là hết 8 bộ là phim sàn rồi. Cho nên mọi người thường á sẽ có một cái định kiến với phim Việt. Ok thì bây giờ Bin sẽ qua chị TK để ăn uống rồi đánh bài á bển. Đi ra đây. Bên đây là ai? Rồi. À, bên đây là cảm ơn. Rồi, nhiều thằng này nha. Dễ dịu quá. Cái tài nghe nó. Quát rồi. Chơi cào nè, hai hai. Chia thì làm đôi đi. Kìa. Không chia đâu. Đây là cái này máu nó háo thắng quá chị, coi như mấy mốt chị bán nhà gì đó đó. Em nói thiệt đó, em thấy cũng cũng á. Cầm vô vui mà. Chính đốt, cầm vốn rồi, cầm vốn rồi. Và có một vài hoạt động trong ngày Tết mà tôi không có quay vlog lại. Đó là tôi có đi cà phê chơi nè, rồi tôi đi ăn với lại tụi bạn đại học. Xong rồi tôi có dành ra một ngày để đi với gia đình Miu xuống Bạc Liêu, lại là miền Tây đó mọi người. Nhưng mà tôi không có vlog lại, tại vì cái chuyến đi này là tôi với gia đình Miu đi trả lễ và đi cầu xin những cái điều bình an, may mắn cho năm mới ở dưới cha Diệp á. Tôi là người ngoại đạo nữa cho nên là thôi tôi không có quay vlog lại làm gì hết. Hai, hôm nay tôi bị ngán thịt kho hộp vịt mọi người ơi. Cho nên là ở nhà có gà luộc á, gà mà cúng mùng á, xong cái tôi xé ra tôi ăn với cơm nóng rồi tôi chan thêm nước mắm tỏi ớt lên. Trời ơi vậy tới đó nhưng mà ăn ngon nhất nách. Giờ là hết Tết rồi đó mọi người. Qua mùng 3 một cái là hết Tết. Mà thật sự nha, tôi thấy qua mùng 1 thôi á là đã muốn hết Tết rồi á. Kiểu cái không khí mà tôi thật sự thích là nó nằm ở trong đường tới về trời nè, rồi dọn dẹp nhà cửa nghe hai mấy Tết rồi mọi người. Cái đoạn mà tôi đi miền Tây á, thì tôi thấy cái khúc đó vui dữ á. Còn vô Tết thì như tôi đã nói, tôi là người Sài Gòn á, cho nên là bạn bè của tôi ở đây cũng đa số là về quê. Sài Gòn thì đường vắng, đâu có gì đâu chơi. Từ lúc mà mình qua cái tuổi 18 rồi, mình cũng cảm thấy là Tết nó đã chán hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Không phải là qua tuổi 18 không được nhận tiền lì xì nữa cho nên thấy chán. Tiền lì xì thì vẫn nhận được từ những người lớn hơn mình. Thì dù cho mình có lớn tới cỡ nào đi nữa thì trong nhà vẫn sẽ có những cái người luôn lớn hơn mình, cô dì chú bác anh chị thì vẫn sẽ lì xì cho mình, thì cái chuyện đó mình vẫn đón nhận. Nhưng mà cái cách người lớn mà người ta cảm nhận Tết đó nó khác cái cách mà con nít hồi xưa của tụi mình cảm nhận Tết lắm. Với một phần là sau dịch Covid thì cho tới bây giờ kinh tế của nước mình nói riêng và toàn cầu nói chung đi thì cũng đang khó khăn, khủng hoảng đồ đó mọi người, cho nên là cái chuyện áp lực tiền bạc mỗi khi mà Tết đến, sắm sửa quà cáp, nhà cửa đủ thứ mới, nó cũng là cái gánh nặng của một số người, cho nên là có nhiều người người ta không dám về quê luôn á. Thì đó là cá nhân tôi thấy như vậy, còn Tết của mọi người như thế nào thì mọi người comment cho tôi biết nha. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà bạn nào là người Sài Gòn giống tôi thì cũng sẽ cảm nhận cái Tết nó ít nhiều gì cũng sẽ giống tôi. Nhưng mà Sài Gòn á, đường cái Tết á, trên đây đường vắng lắm, chạy xe vi vu thoải mái cực kỳ đã luôn. Với lại năm nay bị đen bạc nha mọi người. Tình thì không biết trong năm nay có đỏ không, nhưng bạc thì đen vải xoài. Mọi người biết đen cái kiểu mà không phải là do bài xấu nha. Chơi đánh bài, bài phát ra ổn, rất là đẹp, nhưng mà mọi người không có đánh vô đúng cái hướng bài để mình đánh. Ví dụ bài mình toàn đôi không thì mọi người sẽ đánh sảnh, rồi mọi người sẽ đánh cốc. Rồi cái người này tới, cái xong qua đi hưởng xoáy, cái người ta ra sảnh, người ta tới nữa thì mình giữ toàn đôi không thì làm sao mà mình đánh. Đó, cái kiểu bài nó như vậy. Rồi ví dụ chơi xì dách đi, bài 18-19 là gặp cái 20 không, cái 21. Đó, mọi người thấy không? Cái bài 18-19 đâu phải là bài xấu đâu, nhưng mà gặp cái lớn hơn mình thì đó gọi là xui thôi chứ biết làm sao giờ. Xong con Khang nó mới nói là rồi con Bin năm nay là hả, cái mức tình yêu của nó thăng hạng dữ lắm rồi, chuẩn bị gọi là back to work nha mọi người, trở lại với luồng công việc thôi. Thì Bin có một cái plan là tầm cuối tháng 3 Bin sẽ đi Hàn Quốc. Nó ngay cái mùa hoa anh đào bên Hàn nở mọi người, thì có gì Bin sẽ vlog lại chia sẻ cho mọi người ha. Trời ơi mấy năm rồi Bin mới đi lại Hàn luôn á, và rất là thích Hàn Quốc. Trong năm nay Bin còn đang tính định học thêm tiếng Hàn nữa mọi người, học để cho biết thôi, để cho thêm kiến thức cho cái đầu của mình nó hoạt động, não mình nó có nếp nhăn thêm thôi, chứ không phải là học để đi du học hay gì hết. Cái chuyện đó thì chưa có tính. Cái dự định trước mắt là học để cho mình biết thêm một cái ngôn ngữ mới. Lúc đầu Bin cũng phân vân là không biết nên học tiếng Trung hay tiếng Hàn, nhưng mà tất nhiên giữa tiếng Trung với tiếng Hàn thì tiếng Trung vẫn là cái sự ưu tiên của số đông người ta chọn. Thì giống như là đưa ra cái bàn cân thì tất cả mọi người đều sẽ chọn học tiếng Trung, nó sẽ có nhiều cái cơ hội hơn là tiếng Hàn á. Nhưng mà mình phải nhìn lại cái văn hóa riêng của bản thân mình nữa, tại vì Bin là một đứa rất là thích xem phim Hàn Quốc, thích nghe nhạc Hàn Quốc, thích idol Hàn Quốc, thích những cái văn hóa ẩm thực về Hàn Quốc. Còn nói về Trung Quốc thì những cái mình vừa kể thì mình vẫn có nghe, mình vẫn có xem, nhưng mà ở Hàn Quốc thì nó sẽ chiếm cái phần trăm và cái tần suất cao hơn. Ở đó cho nên là thấy bản thân của mình thích Hàn hơn, cho nên là mình sẽ học tiếng Hàn. Hmm.
Hết rồi. Ok, thì đây sẽ là cái đoạn kết vlog này lại. Bin chúc mọi người một năm mới thật là nhiều sức khỏe. Cái sức khỏe là cái mà Bin phải chúc đầu tiên. Tại vì có sức khỏe là mọi người sẽ làm được tất cả. Còn nếu mà mình không có sức khỏe, mình không làm được gì hết á mọi người. Ví dụ mình bệnh đi là mình sẽ không có sức để mình làm gì hết. Mình chỉ nằm yên một chỗ thôi. Tiếp theo sau sức khỏe là cái sự may mắn. Tại vì người ta hay nói là hay không bằng hên á. Công nhận nha, dù mình có nỗ lực, có chăm chỉ, có cố gắng tới đâu thì vẫn phải có một cái sự may mắn đi kèm nữa thì mọi việc nó mới hanh thông, nó mới suôn sẻ. Và chúc mọi người phát tài, đỏ tình, đỏ bạc trong năm nay. Và thật là nhiều niềm vui nha. Mặc dù mình biết là cuộc sống sẽ có lúc thăng lúc trầm, không có ai mà vui hoài được, cũng sẽ có những lúc mình bị tiêu cực, nhưng mà những lúc đó thì hãy cố gắng lên nhé. Social media của Bin ở cuối video, đừng quên connect với Bin nếu mà mọi người yêu thích Bin nha. Bây giờ thì tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye, mãi yêu.